Và bây giờ hãy cùng hướng lên sân khấu của DJ Star mùa 2. Và tại vòng 2, ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của DJ Tom 2K.
DJ. Ladies and gentlemen, DJ on the way, DJ Star. DJ Tom, DJ Star. Come, come, come.
DJ now. Let's go, go. Xin cảm ơn set nhạc rất tuyệt vời với phần trình diễn của DJ Tom 2K. Và chắc chắn là không chỉ Hoàng Anh đâu mà tất cả quý vị khán giả cũng đã đều biết đến Tom 2K với những bản phối Con Thích Về Nhà Lúc 5 giờ hay Mãi Bên Nhau Bạn Nhé, phải không ạ? Đó là những bản phối vô cùng cá tính. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tom 2K lại mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt trên sân khấu của chúng ta. Và lúc này thì hãy cùng chào đón sự xuất hiện của DJ Tom 2K. Và trước tiên thì xin mời huấn luyện viên Hiếu Phan ạ. Cho anh hỏi bài thứ hai em đánh ở trong set đấy là bài Khúc Hát Sông Quê, thì là có phải của anh Bi làm không nhỉ? Dạ có phải ạ. Ngay lúc này thật sự là Hoàng Anh đang rất mong muốn huấn luyện viên Bi sẽ là người chia sẻ. Trước tiên là cảm ơn phần thi của em, và anh có một điều muốn hỏi em là tại sao em lại muốn mang dòng nhạc này lên trên cái cuộc thi này ạ? Dạ, thật ra thì em muốn mang dòng nhạc của quê hương đất nước Việt Nam mình để cho mọi người biết ra ngoài và thế giới biết nhiều hơn. Wow, quá tuyệt vời thưa quý vị. Anh rất là cảm ơn em khi có cùng suy nghĩ với em. Muốn mang hình ảnh quê hương đất nước cho thế giới biết nhiều hơn. Biết nhiều hơn về những hình ảnh tươi đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. Đó là một giá trị mà chương trình của DJ Star của chúng tôi cũng đang mong muốn trao gửi thông điệp này đến tất cả các quý vị khán giả theo dõi truyền hình. Anh rất là thích phần thi của em ấy. Không phải là ai cũng dám đưa cái thể loại, cái dòng nhạc remix dân gian, dân ca của Việt Nam lên một cuộc thi lớn như thế này. Và anh rất là mong em sẽ có những cái bước tiến xa nữa, mạnh hơn nữa ở trong cuộc thi này nếu em về với đội của anh. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là có lẽ là bởi vì là team của huấn luyện viên Bình Mèo và team của huấn luyện viên LSQ đã có nhiều thành viên rồi. Chính vì vậy mà đây có phải là lý do để chúng ta không lựa chọn không? Phong cách trình diễn của em là hơi yếu so với hẳn các bạn khác nên anh không chọn em. Còn anh góp ý em là em nên thi đấu đúng sở trường. Em rất mạnh ở khoản tươi trẻ. Anh Bình nhận xét Tom ấy là em hợp với màu trẻ trung. Cái đấy anh rất đồng ý với anh Bình. Có nghĩa là anh Bình, ý anh Bình là em cái màu, về cái màu dân ca này thì em lại chưa tới được cái đấy. Thì về với đội của anh sẽ giúp em tới. Vâng, và đó chính là một lời mời vô cùng hợp lý. Tom ơi, nhà của anh cũng đang phát triển trên các nền tảng quốc tế nên là em yên tâm điều đó nhé. Vâng, và anh có thể thấy là team VAVH đang rất là VAVH nóng lòng. Cũng đang muốn phát triển quốc tế. Nhưng mà em ơi, ai là người có những sản phẩm được công nhận trên Beatbox thì em biết rồi đấy. Đây, ông trùm của dân ca đây. Xin mời ông trùm của dân ca. Vâng. Đấy, em vừa nghe anh Bốp nói gì không? Trùm cuối. Vì cái đấy và vì hôm nay em đánh những cái bài nhạc của anh làm nên là anh mong em sẽ về với đội của anh và anh sẽ đưa cái dòng trái tim anh em mình sẽ cùng đưa cái dòng nhạc này phát triển hơn nữa. Tôi thôi. Tôi tức là cùng với màu của anh Bi là về quê đấy. Dân ca mà, chứ không phải đi quốc tế như kiểu anh Minh Anh hay là chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài như của VAVH. Bây giờ em phải chọn đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe con tim hay là lý trí đấy ạ? Chúng ta sẽ ở đâu đây ạ? Và con tim của bạn lựa chọn ai? Cho em xin được ngắt lời được không ạ? Vâng, tiếp tục ạ. Vâng. Đã, nếu mà về tim của mình và Minh Anh có những cái bản sản phẩm original mà bên nước ngoài họ phải gửi thư, gửi mail cho Minh Anh để xin remix lại thì em nên suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn về đội của ai. Tim anh còn có cả ca sĩ, tiếp tục, có cả nhạc sĩ cơ. Wow. Team anh Minh Anh chắc là không có ca sĩ và nhạc sĩ rồi. Thế chắc team anh không có chắc. Anh không phải không có mà là anh có từ lâu rồi, bây giờ anh lại làm cái khác. À. Nếu mà để nói về quan hệ với các ca sĩ ấy,
thì các bạn cứ để ý tôi một tí. Tức là Hiếu Phan là gọi là ông hoàng nhạc Việt chuyên mix nhạc cho các ngôi sao hạng A. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào quyết định cuối cùng đến từ DJ Tôm 2K. Thật ra thì em cũng là một producer và màu nhạc của em thì cũng là màu nhạc tươi, nên là hướng em muốn theo đuổi là em muốn về team của anh Việt Anh Cường Hoàng. Bỏ qua những lời mời, những lời thuyết phục, những hợp đồng quốc tế. Và Tôm 2K đã quyết định chọn lấy một team huấn luyện viên như vừa giới thiệu là bọn anh chuẩn bị ra nước ngoài. Đó là team VAVH. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho phần trình diễn và sự lựa chọn tuyệt vời của DJ Tôm 2K. Và xin chúc mừng team huấn luyện viên VAVH. Chúng tôi xin được chúc mừng cho team VAVH đã có được một thành viên, một DJ Tôm 2K rất mạnh cho đội của mình. Xin chúc mừng. Rồi xin cảm ơn và chúc mừng cho tất cả những huấn luyện viên của chúng ta đã lựa chọn được những thí sinh mà các bạn ưng ý.